Vâng, xin chào các bác đã qua lại với kênh YouTube của Cánh Kỳ Audio. Hôm nay Cánh Kỳ rất là vui mừng khi mà được lên sóng và như là test cho các bác thưởng thức về chất âm của đôi loa DAM với model là DAM 860ZX. Thì với dòng 860ZX và dòng 890 thì bên Cánh Kỳ đều tất cả có hàng. Nhưng hiện tại thì với loa DAM 860ZX là bát 25 các bác nhé. Dòng mặt quỷ như thế này thì còn số lượng rất là ít để cho các bác sắm cho mình. Thì hôm nay chỉ còn vài đôi nữa thôi anh em nhé. Còn vài đôi bát 25 nữa. Thì các bác đã biết rồi tại vì sao mà Cánh Kỳ chưa lên sóng mà vẫn tạo được cái sức hot của loa DAM như vậy. Em mới chỉ live stream thôi, chưa có video, chưa có test mà tại sao các bác lại đặt nhiều hàng đến như vậy. Đấy, tại vì sao ạ? Tại vì chất lượng của loa DAM đã được khẳng định trên thị trường rồi. Với chất âm hầu như với giá tiền hiện tại, đặc biệt phải nói đến giá tiền của nó đã. Với tiền hiện tại để các bác sắm một đôi loa DAM này, nó ngang với loa tàu, dòng loa Nhật ngang với loa tàu. Mà các bác biết là những thập vài năm trước loa DAM để mà phòng hát nó hầu như 80% sử dụng loa DAM và BMB, hầu như là như vậy. Đấy, tất cả phòng hát ở quê ở em, kể cả phòng hát gần em cũng là loa DAM anh em nhé. Đấy, và 860 này, mà 860ZX mà để ngày trước đi lắp một đôi DAM này thì khá là mắc tiền. Và bây giờ giá cả thị trường cạnh tranh và cũng như là mọi thứ nó đã quay về với giá cả của nó. Và đặc biệt với giá cả tại cửa hàng Cánh Kỳ Audio với chương trình đang khuyến mãi và cũng như bán cho các bác với giá là 3.300.000 đồng, giá công khai các bác nhé. Đấy, giá công khai là 3.300.000 đồng. Thì với cái giá này thì em đã cân đối rất là kỹ lưỡng để mà bán ra cho các bác, bỏ lợi nhuận xuống thấp một ít, bán ra cho các bác để các bác tới tay các bác sử dụng. Phải nói là một đôi loa nó chất lượng và toàn diện về giá cả, chất lượng. Với trong dòng giá như vậy để em khẳng định luôn là chả đôi nào ăn được loa DAM này hết, khẳng định luôn. Với bát 25 từ 4.500.000 đoạn về, khẳng định các bác không đôi nào ăn được. Đấy, hầu nếu mà có được thì cũng song sinh với LS800 Man Go. Đấy là có thể so sánh được. Còn với các cái dòng khác thì hầu như là quá, là các bác cứ yên tâm về chất lượng loa DAM rồi. Đấy, dòng loa của Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng và chất âm tuyệt vời. Đấy, thì em hôm nay thì em cũng có làm một video để test cho anh em chia thưởng thức cái chất âm đôi loa này. Thì với số lượng hôm nay Cánh Kỳ cũng không còn nhiều, tại vì hôm qua Cánh Kỳ cũng đã livestream nên đã bán vơi rất là nhiều rồi. Đấy. Và chủ đạo là bây giờ chỉ còn mẫu màu đen anh em nhé. Còn ba đôi màu đỏ và tất cả là màu đen. Thì còn loa 30 em cũng khá là nhiều nhưng mà em chưa bán tại vì em chưa vệ sinh xong. Em bán loa 25 trước. Thì với giá 3.300.000 để các bác sở hữu một đôi loa DAM này về hát karaoke, nghe nhạc, mọi thứ đều rất là ok. Tiếng bass sâu, lực, tép hay. Có hai chế độ chơi cho anh em. Một chế độ chơi là nhiều bát cho dành cho không gian các bác có thể là hẹp. Đấy, hẹp. Đấy, ví dụ em tháo một chiếc càng này cho các bác xem. Đấy nha, đấy. Hai chế độ, một chế độ là tăng tép và một chế độ là giải bát. Có nghĩa là một chế độ tăng lời, tăng dãy lời lên. Tiếng tép nó và mid nó sẽ là sáng hơn bình thường. Đấy, còn phòng diện tích mà ví dụ như diện tích mà chật hẹp thì các bác có thể là chơi để chế độ bình thường thôi. Đấy, như bình thường thôi. Và cái này là phần tần, nó cắt phần tần zin của nó thì nó cắt được như này anh em nhé. Còn những đôi phần tần thay thì nó không cắt được. Đấy, trừ khí chế ra thôi anh em nhé. Đấy, đặc biệt là như vậy. Ok. Còn về bát của nó thì cái bát loa DAM thì nó rất là đẹp rồi. Anh em có thể xem bát loa DAM nó rất là đẹp. Đấy, chút nữa em sẽ cho các bác xem bát và phần tần của nó. Đấy, về dầu, nước dầu của dòng loa Nhật thì nó hầu như nó không ai. Đấy, nước dầu của nó thì hầu như nó là giống nhau. Còn gân cái này, gân nó là gân zin nguyên bản hết anh em nhé. Zin nguyên bản hết. Đấy, gân đang rất là ok thì em không thay. Lỗ tôi ngồi phía trước hai đã cắt này. Ok. Bây giờ tạm thời em nắp cái này lại. Đấy. Rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn các bác. Đôi này phải để trong gia đình thì thật sự là rất là sang trọng luôn. Rất là sang trọng. Đấy, rất là nhìn rất là sang trọng anh em nhé. Đấy. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Thì bây giờ em đang sử dụng một con đẩy. Đấy, một con đẩy là AQ 2060, 2090 này. Đấy, và một chiếc vang số để em đang để em nghe đôi loa 30 này, nên em để em xài luôn. Đấy. Đây các bác nhé. Đây anh em nhé. Đấy, đúng không? Đấy. Bỏ máy này cho anh em này tí rồi. Được chưa? Ok. Đấy. Quá là ok luôn, đánh rất là sâu quá.
Đấy, tăng này. Em đánh khác hẳn luôn. Bát anh rất là ok anh em ạ. Bát anh rất là lực anh em nhé. Bát nó đạt anh cực kỳ lực luôn. Này. Đấy, nghe thấy không? Cảm thấy không? Rất là ok luôn. Đấy, em test cũng test được sơ qua thôi. Còn anh em đến đây trải nghiệm thì mới biết được cái độ bát của nó đánh lực nó như thế nào. Thật sự đánh tiếng bát anh rất là sướng, rất là dẻo tiếng, đặc biệt tiếng bát rất là sâu, cực kỳ hay luôn. Đấy, em test cả lời cho các bác nhá. Tại vì với dòng nó này thật sự rất là hay rồi, cực kỳ hay rồi. Với lo đam thì dòng thương hiệu của người Nhật. Đấy, các bác dùng công suất thật, độ bền cao, thật sự là mọi cái là toàn vẹn nhất. Giá chỉ là 3.300.000 đồng giá tại cửa hàng anh Kỳ. Bây giờ giá cước cao gấp đôi nhưng em vẫn bán giá ok cho các bác để các bác sắm một cái đồ đam các bác nhá. Thì bác nào chốt đô la đam liên hệ ngay với Cảnh Kỳ với số điện thoại là 0912767800 hoặc 0965353321. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác nào có ý kiến gì thì có thể là cho anh Kỳ dấu chấm chất hay không, chất hay không các bác có thể là nói ở bình luận phía dưới các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác đừng quên đăng ký ủng hộ anh Kỳ các bác nhá. Xin chào.